Trong ngày làm việc thứ hai, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với khu vực lãnh sự quán tại Fukuoka, Nhật Bản. Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã dự lễ khai mạc hội chợ giới thiệu các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình, kết hợp với quảng bá tiềm năng về du lịch, các tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình và một số hoạt động khác. Hội chợ được tổ chức ở bên ngoài tòa thị chính thành phố Fukuoka, Nhật Bản với quy mô 30 gian hàng, trong đó có 14 gian của các thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và 6 doanh nghiệp của Việt Nam cùng 10 doanh nghiệp của Nhật Bản. Hội chợ nhằm quảng bá về các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thủ công mỹ nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, du lịch. Đoàn cũng gặp gỡ làm việc với một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và một số cơ quan tổ chức của tỉnh Fukuoka và vùng Kyushu để giới thiệu quảng bá về các sản phẩm, hàng hóa nông sản tiêu biểu, các sản phẩm ô cốp, các tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh mở rộng thị trường, tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và du lịch phát triển. Đồng thời giới thiệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khu vực lãnh sự tại Fukuoka và vùng Kyushu nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại khu vực này quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.